Chào tất cả các bạn, video ngày hôm nay sẽ nói về hai hãng xe Nhật Bản ở MotoGP là Honda và Yamaha. Hai hãng xe này đã gặp những vấn đề gì trong trận đua đầu tiên của mùa giải 2024? Dĩ nhiên là các hãng xe Nhật Bản họ đã nhận ra hoàn cảnh của mình. Họ không thể nào so kè với các hãng xe châu Âu vào thời điểm hiện tại. Và họ nhận thấy điều này, họ làm gì? Trong suốt mùa đông, trong suốt mùa giải năm ngoái, họ đã rục rịch, họ đã có những sự thay đổi rất lớn ở khía cạnh nhân sự, ở khía cạnh tổ chức và ở khía cạnh kỹ thuật. Chẳng hạn như Honda, họ đã mang đến một chiếc xe hoàn toàn mới ở Valencia Test, và họ đã làm việc quên cả mùa đông, quên cả lối về để mà hoàn thiện chiếc RC213V, một chiếc xe hoàn toàn mới. Còn lý do tại sao mà không được gọi là RC214V thì mình không biết, nhưng nó vẫn là chiếc RC213V, gọi là 99% là một chiếc xe mới. Trong khi đó thì Yamaha đã cải thiện sức mạnh của chiếc M1, làm cho nó bây giờ trở thành một trong những chiếc xe có tốc độ nhanh nhất ở trên MotoGP. Nhưng mà những sự thay đổi đó không mang lại kết quả ngay từ lúc ban đầu. Có lẽ phải mất rất nhiều thời gian nữa mới thấy được Yamaha và Honda quay trở lại đỉnh cao danh vọng của họ. Còn vào thời điểm hiện tại thì họ vẫn làm việc hết sức mình, họ vẫn cố gắng, họ vẫn làm việc gấp 2, gấp 3 so với chính họ trong những mùa giải trước. Mình nói là so với chính họ, các hãng xe châu Âu họ đã làm việc nhiều hơn, cho nên là qua thành tích ở trận đua đầu tiên của mùa giải ở trường đua Lusail Qatar thì các bạn thấy là khoảng cách càng ngày càng được nới ra giữa các hãng xe châu Âu và các hãng xe Nhật Bản. Các hãng xe Nhật Bản đã cải thiện thành tích so với mùa giải trước đó, nhưng mà điều đó không đồng nghĩa với việc là các đối thủ châu Âu của họ dậm chân tại chỗ, các đối thủ châu Âu của họ làm việc hăng say hơn, năng nổ hơn, cho nên là cái khoảng cách đó vẫn được duy trì và nới rộng. Trong video ngày hôm nay chúng ta sẽ nói cụ thể hơn Honda như thế nào, Yamaha như thế nào. Trước hết á, thì mình sẽ nói về Yamaha trước đi. Các bạn cũng biết là Yamaha bây giờ dựa vào Fabio Quartararo để phát triển chiếc M1. Yamaha cần Quartararo tại vì anh đã ở Yamaha rất là lâu rồi các bạn, từ 2019 cho đến bây giờ. Anh hiểu chiếc M1 như thế nào. Và Fabio Quartararo cần gì thì Yamaha đáp ứng. Chẳng hạn như Quartararo cần là tốc độ của chiếc xe được cải thiện hơn so với những mùa giải trước đó. Ok, Yamaha thuê ngay một cựu kỹ sư F1 về động cơ để mà cải thiện sức mạnh của chiếc M1. Nhưng mà năm nay, mặc dù là tốc độ tối đa của chiếc M1 đã được tăng lên đáng kể so với mùa giải năm ngoái, nếu các bạn nhìn vào số liệu thì các bạn sẽ thấy là tốc độ của chiếc M1 nằm trong top 3 những chiếc xe của mùa giải năm nay. Ở Sepang này cũng như là ở Qatar này, tốc độ được Fabio Quartararo thể hiện rất là cao. Nhưng mà điều đó không có đồng nghĩa với việc là thành tích chạy vòng của Quartararo tốt hơn so với những mùa giải trước đó. Khi mà tốc độ tối đa được tăng lên như vậy á, thì cái power delivery của M1 trở nên hung hăng hơn, bạo lực hơn, rất là khó để mà kiểm soát, đặc biệt là khi mà vào cua ra cua. Những gì làm nên thương hiệu, làm nên tên tuổi, làm nên cốt cách tinh thần của chiếc M1 giờ đây đã không còn nữa. Đó là vào cua mượt mà, ra cua nhanh chóng. M1 không cần phải thắng quá sâu như là những chiếc xe khác, mà chỉ cần là dìu nó vào cua và tự bản thân nó sẽ đi vào cua một cách hết sức là nhẹ nhàng. Và sau đó thì bánh sau của M1 á, nó bám đường rất là tốt để mà giúp chiếc xe ra cua cực kỳ mạnh mẽ. Đó là nhờ vào cấu trúc crossplane của động cơ. Nhưng mà đó là câu chuyện của những ngày tươi đẹp trước đây thôi các bạn. Còn bây giờ chiếc xe nó cực kỳ hung hãn, cực kỳ bạo lực. Có thể là chúng ta không còn nhận ra M1 của ngày xưa nữa, mà bây giờ M1 đã theo những gì phù phiếm xa hoa của MotoGP, chẳng hạn như là làm cho nó chạy tốc độ tối đa nhanh hơn, làm cho nó trở nên to bự hơn, làm cho nó trở nên khó điều khiển hơn, nặng nề hơn. Nhưng tất cả những cái đó đã làm mất chất của M1 rồi. Quartararo khi mà chạy sprint ở Qatar thì thấy là động cơ của M1 nó quá hung hăng, tức là rất là khó để mà kiểm soát được chiếc xe khi mà nó thoát cua. Do đó là khi mà về
khu vực kỹ thuật á, anh nói với các kỹ sư là bây giờ động cơ nó quá mạnh, động cơ nó quá hung hăng, nó quá bạo lực đi, tôi không thể nào mà đưa chiếc xe một ra cua một cách thoải mái được. Một vòng thì không sao, nhưng mà chạy 22 vòng thì đó là một vấn đề rất là lớn. Cho nên là các kỹ sư đã buộc phải dùng điện tử để làm cho động cơ của chiếc xe nó dịu dàng hơn. Nhưng mà các bạn cũng biết là khi mà động cơ nó nhẹ nhàng xuống, nó dịu dàng xuống á, thì sức mạnh của nó không còn nữa. Và cộng thêm những cái bộ cánh nặng nề to bự ở trên chiếc xe, thì M1 giờ đây không còn là M1 của ngày xưa nữa. Dĩ nhiên là điều gì nó cũng thay đổi, điều gì nó cũng biến đổi, đâu ai chung tình được mãi, phải không các bạn? Nhưng mà M1 đã mất đi những cái gì mà đã làm nên thương hiệu, đã làm nên tên tuổi của nó. Mình kết luận là Yamaha đang đi lùi, tại vì họ đang cảm giác như là họ đang chạy theo những thứ nó không được, gọi là nó không thuộc về những gì làm nên tên tuổi của họ, làm nên chiếc xe của họ. Họ chạy theo những gì mà so kè với những chiếc V4 này kia. Nếu mà xét theo cấu trúc động cơ cũng như là cấu trúc khung sườn á, thì chúng ta thấy là động cơ 4 xi lanh thẳng hàng, cấu trúc cross plane đó, nó sẽ có những ưu điểm và nó sẽ có những nhược điểm. Cũng giống như là động cơ V4 thôi, nó sẽ có những ưu điểm và nó sẽ có những nhược điểm, và chúng ta buộc phải chấp nhận những điều đó. Nhưng mà cảm giác như là Yamaha đang đi theo hướng của những chiếc V4 bằng cách là tăng tốc độ của nó lên, tăng tất cả mọi thứ cho nó mạnh lên. Nhưng mà thực sự thì chúng ta rất là khó để ép một cái gì đó đã trở thành bản chất của nó rồi. Chúng ta không thể nào mà biến quả chanh thành quả cam, hoặc là quả cam thành quả ổi. Không thể như thế được các bạn ha. Do đó là mình nói là Yamaha đang đi thụt lùi ở MotoGP. Đúng là chặng đua đầu tiên sẽ không có gì để nói cả, nhưng mà ở trước đó thì Yamaha đã có buổi test ở Sepang cũng như là ở Qatar, thì cũng khoảng 6-7 ngày test gì đó, nhưng mà kết quả thì giống như là không có gì thay đổi cả. Giới lãnh đạo của Yamaha có nói là những gì mà diễn ra ở trong cuộc đua chính ở Qatar thì xác nhận lại, xác minh lại những gì đã diễn ra ở trong những buổi test. Có nghĩa là họ vẫn đang còn rất là xa so với các hãng xe châu Âu, và có thể là họ đang thụt lùi so với Honda nữa. Bây giờ mình sẽ nói qua Honda. Nếu mà nhìn vào kết quả này kia thì các bạn thấy là rất thất vọng, đúng không? Hoan Mia về ở vị trí thứ 12, 13 gì đó, Zarco thì 12, còn Nakagami rồi cũng như là Marini về đích vị trí thứ 19, 20. Đó là những vị trí mà chúng ta rất khó chấp nhận. Nhưng mà nếu chúng ta đặt kết quả đó vào một bối cảnh á, thì chúng ta sẽ thấy là Honda đang có những bước tiến chậm mà chắc. Như lúc nãy mình nói thì chặng đua đầu tiên của mùa giải chúng ta sẽ không có đưa ra bất cứ một kết luận nào gọi là mang tính quyết định cả. Nhưng mà nhìn vào gara của Honda thì chúng ta thấy là có một sự tự tin rất là lớn. Họ biết họ đang làm cái gì, họ biết con đường đi của họ là như thế nào, chứ không phải là mò mẫm hoặc là không phải dò từng bước đi như là trong 2-3 năm trước đây nữa. Luca Marini có nói là đúng là kết quả ở Qatar là một kết quả hết sức thất vọng đối với người hâm mộ, nhưng mà đối với bản thân tôi á, thì tôi cảm thấy mọi thứ cần phải được bình tĩnh, mọi thứ cần phải được phân tích, suy xét trong bối cảnh của nó, và điều quan trọng là chúng ta cần phải tiếp tục làm việc với nhịp độ như là từ mùa đông cho đến bây giờ, phải cố gắng, phải có một hướng đi rồi, thì bây giờ chúng ta cần phải cố gắng để mà cùng nhau đi tới đó nhanh nhất có thể. Mình nghĩ là Honda ở một khía cạnh nào đó thì họ đang bước tiến, nhưng mà họ đi hơi chậm thôi. Mình nghĩ là vào khoảng giữa mùa giải năm nay thì họ có thể là trở lại với sự cạnh tranh. Có thể là không bằng với những chiếc Ducati, nhưng mà ít nhất là họ cũng có thể là chiến đấu cho những vị trí ở trong top 10. Mọi thứ còn quá sớm để nói, nhưng mà các bạn thấy là Honda đã mang đến mùa giải mới một chiếc xe hoàn toàn mới. Họ đã nghiêm túc hơn trong việc là phát triển chiếc xe của mình. Ngay cả Johann Zarco bây giờ hay là Nakagami cũng có những chiếc RC213V phiên bản 2024, chứ không phải là chạy xe cũ nữa. Tất cả mọi thứ đều đồng đều, và với 4 chiếc xe ở trên MotoGP thì Honda có đủ dữ liệu, có đủ feedback, có đủ phản hồi của các tay đua để mà
đẩy nhanh quá trình phát triển chiếc RC213V. Honda và Yamaha, cả hai hãng xe này phải tận dụng tối đa và tận dụng sao cho nó hiệu quả những nhượng bộ, gọi là concession mà họ có được ở mùa giải năm nay, để quay trở lại với combat, với sự cạnh tranh cho nửa mùa giải sau này. Mùa giải 2024 thì các bạn thấy chia làm hai giai đoạn, giai đoạn đầu và giai đoạn sau, và ở giữa thì có một cái kỳ nghỉ hè. Mình tin là Honda sẽ quay trở lại với sự cạnh tranh sớm hơn Yamaha. Còn Yamaha chỉ có Quartararo và Alex Rins. Alex Rins thì sẽ mất khá nhiều thời gian để mà làm quen với tính cách của chiếc M1. Có thể là Rins sẽ có lợi thế một chút vì chạy động cơ 4 xi lanh thẳng hàng trước kia với Suzuki rồi. Nhưng mà từ đó cho đến nay thì các bạn thấy là chiếc xe đã thay đổi rất là nhiều rồi. Cánh nhiều hơn, mọi thứ đều nhiều hơn. Tất cả nó khác biệt so với sự mượt mà, sự dễ chịu của chiếc GSX RR M1 bây giờ là một cái gì đó vô cùng hung hăng và bạo lực các bạn ha. Còn RC213V thì sẽ được tiếp tục phát triển. Honda mình tin là họ có đủ nguồn lực, có đủ nhân lực để mà đưa chiếc xe trở lại sự cạnh tranh càng sớm càng tốt. Còn đối với Yamaha thì các bạn thấy là giống như họ đã đi một bước đi sai lầm khi mà họ đáp ứng yêu cầu của Quartararo, đó là tăng sức mạnh của chiếc xe lên, tất cả mọi thứ phải mạnh hơn để mà Quartararo có thể là combat ở trên đường thẳng với những chiếc V4 khác. Nhưng mà đường đua nó còn nhiều khúc cua chứ không phải là chỉ có một đường thẳng mà thôi. Điểm mạnh của M1 trong những năm trước đó là vào cua rất mượt mà và ra cua rất ngọt ngào các bạn ha. M1 sẽ thắng sớm hơn những chiếc xe khác, đưa chiếc xe nhẹ nhàng vào cua và đưa chiếc xe ra cua rất đã. Nhưng mà những điểm mạnh đó bây giờ đã không còn nữa. M1 không thể nào so kè combat trên đường thẳng với những chiếc V4. Nói thẳng là như vậy, cho dù có cải thiện như thế nào đi nữa thì V4 nó sẽ có một chút lợi thế so với inline 4 ở khía cạnh là sức mạnh động cơ. Một chút thôi nhưng mà nó vẫn tạo nên sự khác biệt. Nên là cảm giác như Yamaha đã bước đi một bước đi sai lầm, một bước đi phải mất rất là nhiều thời gian để sửa sai. Động cơ không thể nào thay đổi, hình như là mùa này thì Yamaha có thể sửa đổi động cơ được, nhưng mà điều đó cũng tạo ra rất là nhiều vấn đề các bạn ha. Rồi, mình vừa chia sẻ với các bạn về hoàn cảnh và những gì mà Yamaha và Honda đã gặp phải ở chặng đua đầu tiên của mùa giải MotoGP năm nay. Ở chặng đua đầu tiên không phải là một chỉ dấu gì quá đặc biệt, nhưng mà nó cũng là một cái gì đó để chúng ta có thể nhìn lại là các hãng xe đã ở đâu. Chúng ta sẽ chờ xem khoảng 3 đến 4 chặng đua nữa thì mới biết được là Yamaha và Honda ai đi nhanh hơn trong cuộc đuổi bắt với các hãng xe châu Âu. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi video này và hẹn gặp lại trong những video lần sau. Các bạn cũng đừng quên là hãy đăng ký những kênh YouTube của mình để mà theo dõi những video của mình nha. Link thì mình để ở trong phần mô tả cũng như là trong phần bình luận của video này. Và hẹn gặp lại các bạn trong những video lần sau. Chúc các bạn một ngày tốt lành. Bye bye.